Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tải Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái tin tức mới nhất, hot nhất và mình vừa mới được đài truyền hình VTV phát sóng về cái chủ đề xe tải của chúng ta. Thì các bạn hãy xem qua cái video trước tiên nhé. Hơn 5 năm làm nghề lái xe, anh Tuấn khá ngạc nhiên khi bị kiểm tra khí thải trong khi xe vẫn còn thời hạn đăng kiểm. Theo anh Tuấn, chiếc xe này đã được thợ sửa xe vừa kiểm tra, sửa chữa đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Thì cũng đi khá làm máy rồi hết thì thở máy rồi nó cũng là cũng không sao. Bây giờ bị đo thì cái này chắc nó cũng nhiều lỗi trong đó. Kiểm ok rồi, cũng đo rồi thì đạt chuẩn rồi mới chạy. Nhưng mà không biết là chạy mà nó ra khói môi trường, những môi trường này em không biết được chữ đó. Tuy nhiên, nhiều lái xe cũng không hiểu vì sao mình lại bị lực lượng liên ngành kiểm tra khí thải. Trong khi xe còn thời hạn đăng kiểm và khi đăng kiểm, khí thải xe đã được kiểm tra đạt chuẩn. Trong buổi sáng nay thì lực lượng liên ngành của tỉnh Đồng Nai bao gồm thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, cơ quan đăng kiểm đã tiến hành kiểm tra hàng loạt các phương tiện tại khu vực ngã ba Thái Lan của tỉnh này. Trong quá trình kiểm tra thì đã có nhiều xe không đạt về tiêu chuẩn khí thải. Tuy nhiên thì hầu hết các tài xế đều không biết việc này. Về cái vấn đề mà các xe đi đăng kiểm, trong thời gian đăng kiểm họ đạt chuẩn và giữa cái thời kỳ đăng kiểm thì có những phương tiện mà có thể không đạt chuẩn, Sở Giao thông Vận tải đã giao cho thanh tra xây dựng một kế hoạch liên ngành với cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Đồng Nai và trung tâm đăng kiểm. Khi nếu mà phát hiện sẽ phải lập biên bản và xử lý nghiêm vấn đề này. Theo quy định, xe không đạt tiêu chuẩn khí thải khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính 350.000 đồng. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay tổng số ô tô trên toàn quốc đã tăng lên hơn 3,5 triệu chiếc, trong đó có hơn 2,4 triệu ô tô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây. Và với tiêu chuẩn khí thải như hiện tại, chỉ sẽ có khoảng 13% đến hơn 16,5% xe tải không đạt tiêu chuẩn và 6% đến gần 10% xe khách không đạt tiêu chuẩn. Theo đó, nhiều phương tiện thường cho sửa xe để đạt chuẩn đăng kiểm, tuy nhiên sau giữa hoặc cuối thời hạn này thường sẽ không đạt chuẩn theo quy định. Và đương nhiên, các bạn đã xem qua cái video về một phóng sự của đài VTV1 nói về cái vấn đề xử phạt các cái xe tải mà xả cái khí thải nó quá ô nhiễm, xả quá nhiều khói đen ra ngoài môi trường. Rồi, thì thông qua cái video này thì mình muốn nhắn nhủ các bạn ba ý. Thứ nhất, đương nhiên là những cái bác tài xế nào mà lưu thông qua khu vực quốc lộ 51, đặc biệt là khúc chỗ đấy là ngã ba Thái Lan đó, thì các bạn này nào mà đang chạy các cái dòng xe mà khói nhiều quá thì các bạn cần phải chỉnh lại cái xe của bạn, nếu không thì cái xe của bạn sẽ bị tấp vào, sẽ bị thổi vào đo nồng độ khí thải và sau đó sẽ bị xử phạt. Mức phạt thì như các bạn đã thấy đó, đó chính là 350.000. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó chính là cái câu chuyện mà mình đã đề cập đến trong một video trước đây về cái việc nâng nồng độ khí thải lên cái mức độ 2 trong kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đó. Thì trong video đó mình có nói với các bạn rằng là sau này chắc chắn là sẽ có những cái chiếc xe niên hạn sử dụng thì vẫn còn sử dụng được, nhưng các bạn không thể lăn bánh nó ra ngoài đường. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là nó không đạt được cái tiêu chuẩn khí thải đó thì sẽ không được đăng kiểm. Cái thứ hai nữa là đấy, như các bạn thấy video mà các bạn, cho dù bạn có thể đi đăng kiểm chung chi bằng cách nào đó, bạn đăng kiểm được cái chiếc xe của bạn, tuy nhiên khi mà các bạn lăn bánh ra đường thì các cái xe của bạn cũng sẽ bị thổi phạt, bị dừng xe lại và đo nồng độ khí thải, không đạt lại tiếp tục bị phạt đó. Và cái thứ ba nữa là như vậy thì chúng ta sẽ vừa bị tốn kém về kinh tế mà vừa phải mất thời gian để chúng ta bị đang chạy trên đường mà đột nhiên xe chúng ta bị thổi vào bên trong. Giờ cái xe chúng ta nó quá ô nhiễm môi trường, xả quá nhiều khí thải. Và cái quan trọng nhất đó chính là vì sao có thể là chiếc xe của bạn nản quá rồi, bạn không lưu thông cái lưu hành cái chiếc xe đó nữa. Và cái mà quan trọng nhất mình nghĩ đó chính là về vấn đề kinh tế. Một chiếc xe các bạn cân đối giữa việc gọi là
bỏ tiền ra để bảo dưỡng chiếc xe đó với cái việc mà các bạn đầu tư một chiếc xe mới, thì đó là một cái vấn đề mà các bạn cần phải đặt lên bàn cân để xem cái bên nào có lợi hơn để thì các bạn thực hiện. Đương nhiên là các bạn nào có tài chính kinh tế thì các bạn nên sử dụng các dòng xe mới. Còn nếu không thì các bạn bắt buộc mà tài chính yếu quá là các bạn sử dụng các cái dòng xe cũ, thì các bạn cũng phải đặt ra cái vấn đề gọi là chi phí để vận hành, để lưu hành, để sử dụng cái chiếc xe đó là bao nhiêu. Đó, đấy là một cái bàn cân. Nên là các bạn xem qua cái video này các bạn sẽ biết rằng không kể từ những cái năm sau này sẽ không có chuyện cái xe của bạn nó sử dụng được hết 25 năm, trừ những cái xe chất lượng, trừ những cái xe gọi là tốt. Đó, còn các bạn nào mà chạy những cái xe mà nó cà tàn, nó nát quá rồi nhưng mà cái khí thải nó quá là cái khí xả nó thải ra môi trường quá là đen, thì chắc chắn là những cái xe đó vẫn còn niên hạn sử dụng, nhưng mà cái việc lưu thông trên đường nó rất là bất lợi, cộng với lại cái bài toán kinh tế là chắc chắn là không có lợi rồi. Bởi vì như một chiếc xe đó, các bạn sẽ thấy rằng là một chiếc xe để mà chúng ta làm lại cho nó ngon lành, nó giảm cái lượng khí thải khói đen ra khỏi môi trường, thì sơ sơ là nếu mà xe nhẹ nhẹ thì tầm 1 triệu mấy, 1 triệu, làm lại cân lại heo thì nó cũng chi phí tương đối cũng rẻ, tầm vài trăm đến 1 triệu, hơn 1 triệu. Nhưng nếu mà cái xe đó mà cân rồi mà vẫn không hết, rồi phải làm lại tất cả các cái chi tiết trên động cơ, thì xe nhỏ thì bèo bèo cũng vài triệu, mà xe lớn thì có thể 10 mấy 20 triệu bình thường. Cái chuyện đó rất là bình thường đó. Nên là cái bài toán kinh tế để cho các bạn lưu hành một chiếc xe đã quá cũ kỹ, cái khí thải ra môi trường nó không đạt được một cái tiêu chuẩn nào đó, đó là một bài toán rất là đau đầu. Và cái thứ ba đó là mình nhắc cho các bạn đang có dự định đầu tư xe, đang băn khoăn giữa việc mua xe mới và việc mua xe cũ. Đó, các bạn thấy không? Ngày xưa thì các bạn mua các cái dòng xe cũ, các bạn cứ thế mua thôi, các bạn không cần phải biết nhiều. Nhưng các bạn cũng không có gì, các bạn chỉ chăm vào cái phần gọi là thứ nhất là giá xe, thứ hai là xe có ngon hay không, có còn ngon, còn zin hay không. Đó, mà bây giờ các bạn phải tính thêm cái chuyện đó là cái xe đó nó còn đáp ứng được cái tiêu chuẩn khí thải nữa hay không, liệu sau này cái xe này nó có đạt được cái nồng tiêu chuẩn khí thải nữa. Đó là một cái vấn đề rất là đáng phải lo ngại, bởi vì khi mà chúng ta lưu thông ra đường với một chiếc xe cũ với một cái xả khói quá nhiều ra đường, thì chắc chắn là cái xe của bạn sẽ đi đâu cũng bị phạt hết. Bây giờ thì mới áp dụng tại khu vực Đồng Nai, đó là tại ngã ba Thái Lan, nhưng sau này biết đâu nó áp dụng toàn quốc thì sao. Chắc chắn sau này cái việc đo nồng độ khí thải trực tiếp ngay trên đường các bạn lưu thông là cái chuyện không phải quá xa vời, mà cũng không phải gọi là quá viển vông. Đó. Như vậy thì các bạn cần phải cân đối nha. Các bạn nào mà đang có như dự định đầu tư các cái dòng xe mới thì đầu tư xe để mà chạy hàng, thì các bạn cần phải cân nhắc đến vấn đề này. Các bạn mua cái xe, giả sử như các bạn mua tầm các bạn chạy tầm 3-4 năm mà các bạn thôi, bạn bỏ đi, có nghĩa bạn bán đi, bạn mua cái xe mới, thì bạn mua xe gì cũng được. Tại vì trong thời gian tầm 2-3 năm nữa thì mình nghĩ rằng là chắc cũng chưa triệt để lắm, nhưng mà thời gian lâu hơn thì có thể rằng là cái việc mà đo nồng độ khí thải trực tiếp ngay trên đường là cái việc tất cả các cái cơ quan ban ngành sẽ áp dụng trên tất cả các cái địa phương, đặc biệt là những cái tỉnh trung tâm như là khu vực Đông Nam Bộ ví dụ như vậy, hoặc Tây Nam Bộ, các thành phố, thì người ta sẽ tiến hành đo cái nồng độ khí thải của xe các bạn. Nếu như các bạn không đạt được cái tiêu chuẩn đó thì cái xe của bạn thứ nhất là bị phạt, cái mức phạt lúc đó mình nghĩ là cao hơn nhiều so với giá 350.000 như bây giờ. Chưa kể là nó sẽ có những cái mức phạt kèm theo, mình nghĩ là sẽ có đó, bởi vì cái lúc đó là nhà nước ta sẽ siết chặt cái việc gây ô nhiễm môi trường của các cái dòng xe tải. Rồi hy vọng rằng cái video này đã cung cấp cho các bạn một cái kiến thức
một cái thông tin để giúp cho các bạn rõ hơn về cái vấn đề sử dụng các cái dòng xe tải hiện nay. Trên thị trường Việt Nam hiện nay chúng ta đã có những cái thay đổi, đã có một cái thay đổi đáng kể, và bởi vậy mình mới làm ngay cái video này để chia sẻ với các bạn. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.